thế thôi, thế thôi. Cái này là cao su cân bằng trước của con Captiva. Đấy, trong miền Nam họ gọi là cao su giò gà. Đấy, mình đầu tiên mình biết thế nào là cao su giò gà đấy. Khách nói mình chịu luôn. Nhưng hình nhìn hình ảnh và khách chụp cho thì mình biết. Ok nhé, cân bằng trước. Rồi, anh em cần phụ tùng gì cứ Zalo với mình nhé. 097 995 1845. Website autorobinh.com. Rồi, xin chào anh em.